Bà về ở với tôi nhé. Em tưởng là lần trước anh đã phản đối mẹ gặp gỡ bác Nghỉ rồi cơ mà. Tại sao hôm nay bác ấy còn ở đây thăm mẹ à? Trong mấy cái mối mà muốn tìm hiểu ý, thì có bà này là ok nhất. Cái thứ nhất là bà có sức khỏe, mình không phải hầu hạ bà ấy. Nhà bà đã rộng rồi, là còn có một cái miếng đất rất to. Nếu bố mà lấy bà ấy, thế nào con cũng có phần, ok chứ? Thôi thôi, bố đang đứng trước cửa nhà bà ấy, lúc khác nhá, nhá. Mẹ, con không đồng ý, con không đồng ý mẹ lấy ông ấy. Hai cháu này, bác thì quá vợ, mẹ cháu thì quá chồng. Sống một cái tuổi già cô đơn một mình, bác muốn hai cháu tác thành cho bác đến với mẹ cháu. Thôi thôi thôi, ông thôi đi, ông nói thì hay lắm. Con không được hôn với bác ấy. Con là con trai của mẹ, con có quyền ngăn cản mẹ và ông ấy đến với nhau. Bố con mất đã 15 năm rồi, bây giờ con đã có cuộc sống riêng, mẹ ở đây một mình cô đơn lắm. Anh ơi, con chăm cha thì cũng không bằng bà chăm ông. Mẹ có một người để chia sẻ và chăm sóc, đó là một điều may mắn đấy ạ. Mẹ lấy ai cũng được, nhưng mà riêng với ông ấy thì không được mẹ ạ. Con, mình, bác không hiểu vì sao cháu lại không đồng ý bác đến với mẹ cháu. Bác thương mẹ cháu thật lòng, bác sẽ lo cho mẹ cháu có một tuổi già an yên, viên mãn. Ông thương mẹ tôi hay là ông thương cái khối tài sản của mẹ tôi hả? Con, đừng có lao. Anh ơi, xin lỗi bác ơi, mau lên. Con không xin lỗi, không bao giờ con xin lỗi. Ok, ba. Mẹ ơi. Mình, mẹ cháu bị bệnh huyết áp, đừng để mẹ cháu tức giận, ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Nhân tiện các con ở đây, mẹ nói thẳng, mẹ sẽ đi thêm bước nữa với bác Hỷ. Qua thái độ lúc nãy của con, mẹ mới hiểu rằng vì sao con lại không muốn cho mẹ đi bước nữa. Chẳng qua là vì con tham, con lo mất số tài sản, có đúng không? Yên tâm, khi tôi sang nhà bác Hỷ ở, tôi sẽ sang tên toàn bộ tài sản cho anh. Nếu như mà mẹ đã quyết định như thế thì từ nay mẹ đừng nhìn mặt con nữa. Để về con nói chuyện với anh ấy nhá. Con xin phép ạ. Con chào mẹ. À, con. Mẹ ơi, hôm nay mẹ dọn đồ sang nhà bác Hỷ đi ạ. Ừ. Bác Hỷ đâu ạ? Bác Hỷ bận con ạ. Mẹ ơi, hôm nay là ngày mẹ chuyển sang nhà bác Hỷ, đáng lẽ là bác Hỷ phải sang dọn dẹp cùng với mẹ chứ. Già rồi còn câu nệ cái gì con. Cỗ bàn mẹ cũng không làm, đăng ký kết hôn thì cũng chưa, cứ từ từ đã. Đợi con một lát ạ. Em đi mua ít đồ ấy mà, em có sang đâu. Dạ, lát em về ạ. Thằng Minh nó gọi con đúng không? Thằng Minh nó đoạn tuyệt với mẹ, chắc nó cũng yêu cầu con phải như thế. Đây là toàn bộ giấy tờ, sổ đỏ, con cầm về đưa cho Minh giúp mẹ nhé. Mẹ ơi, thật lòng anh Minh anh rất thương mẹ đi ạ. Nhưng mà tính anh ấy rất nóng, nên là không biết phải làm thế nào để cho mọi người hiểu. Mẹ sang bên nhà bác Hỷ, nếu như có vấn đề gì, mẹ nhớ gọi cho con nhé. Giờ này còn nằm ườn nữa đấy, không dậy cơm nước dọn dẹp nhà cửa đi. Hôm nay tôi đau đầu, ông vào bếp nấu cơm giúp tôi nhé. Tôi già nhưng mà chưa dở, lấy bà về nuôi ăn, phục vụ, cơm nước cho bà nữa, vớ vẩn. Sao lúc trước ông không nói khó nghe như thế? Thế này là còn dễ nghe chán đấy. Bà ra ngoài kia mà nghe thiên hạ nó đồn, tôi già rồi lại còn dở chứng như rước của nợ về, chả được sờ múi cái gì, con cháu có tí lộc cũng không được hưởng. Đúng là nuôi báo cô. Ông nói thế để mang tiếng ra. Tôi có lương hưu, mỗi tháng tôi được 8 triệu bạc. Ông còn đi ra ông lĩnh hết, tôi có cầm đồng nào đâu. Này, bà thử tính xem, bây giờ bà đi thuê nhà, tiền ăn uống sinh hoạt hàng tháng, 8 triệu của bà có đủ không? Ông đã nói như thế thì tôi cũng chịu. Thôi, tôi đi ra nấu cơm đây. Ông đi ra mua tôi một ít thuốc. Thuốc của tôi hết rồi, cứ hết thuốc thì bệnh nó lại phát ra. Thuốc ấy, đợi khi nào lĩnh lương thì mua. Đau đầu hơi một tí thì kêu cả sốt ruột.
ơi, mẹ làm sao đi ạ? Mẹ ơi, mẹ có sao không? Mẹ không sao. Mẹ không sao mà mặt mày thì trắng bệch như thế này. Mẹ chỉ hơi đau đầu tí thôi. Mẹ bị huyết áp cao đấy ạ. Mà mẹ có uống thuốc đều đặn không đấy? Mẹ có. Chào chào bác ạ. Làm mặt vừa luôn như thế này à? Tôi đang nhặt rau, tí xong rồi tôi dọn. Không đi nấu cơm đi. Đi để tôi nhịn đói à? Ngồi đứng mà tán chuyện. Ngồi báo cổ không xong. Bác đừng có mà quá đáng ạ. Đừng có mà vinh báo, ta tống cổ cả lũ. Mẹ ơi, hóa ra là từ trước đến nay mẹ phải sống như thế này đấy ạ. Con, về đi. Mẹ ơi. Về đi con. Ôi, mẹ ơi. Vờ vờ vịt vịt. Mẹ ơi, mẹ có sao không ạ? Alo, em đang ở bên nhà bác Hỷ. Mà mẹ bị ngất rồi anh ạ. Cũng may là em đưa mẹ đi viện kịp thời. Mẹ huyết áp cao nên là dễ bị đột quỵ ạ. Hình như dạo này mẹ cháu không uống thuốc điều trị huyết áp phải không ạ? Làm gì có tiền mà mua thuốc điều trị hàng ngày. Bác đừng nói cái kiểu như thế. Mẹ cháu vẫn dùng tiền lương mua thuốc bình thường. Lương của mẹ cậu to nhỉ. Tưởng rước được người về đỡ đần một chân một tay. Đây của nợ. Ông vừa nói cái gì? Cậu nghe thấy rồi đấy. Ở đây là 10 triệu, tiền viện phí của mẹ tôi đấy, tôi trả lại cho ông. Mà tiện đây, tôi cũng nói luôn với ông như này, ông và mẹ tôi chưa có đăng ký kết hôn. Hôm nay tôi quyết định tôi đưa mẹ tôi về. Sao cậu không cương quyết từ đầu đi? Trước khi rước mẹ cậu về đây, tôi cũng có dăm bảy mối. Đến khi rước mẹ cậu về đây thì các mối kia nó cũng giải tán hết. Bây giờ cậu nói là đưa đi đơn giản nha. Hôm nay tôi sẽ đưa mẹ tôi về. Ông không cản được đâu. Không đơn giản thế đâu. Mẹ ơi, mẹ về với chúng con nhé. Chỉ cần mẹ nói ra thì ông cũng không cản được đâu ạ. Mẹ, mẹ về với chúng con đi mẹ. Mẹ về. Đấy, thu xếp rồi đưa nhau đi đi cho nó khuất mắt. Báu lắm đi. Ông khốn nạn. Mẹ xin lỗi. Mẹ được tìm được một chỗ dựa. Nhà mẹ đã có bồng bạn, không phiền đến các con nữa. Nhưng mẹ đã chọn sai. Khi mẹ về đây ở, ông ấy mê lộ rõ bộ mặt là ông ấy gia trưởng, tham tiền. Ông coi mẹ không khác gì người giúp việc. Sao mẹ không nói với con? Sao mẹ có phải chịu khổ để làm gì? Nếu vợ con không phát hiện thì mẹ định sống mãi như này đến bao giờ hả mẹ? Mẹ cũng muốn về với các con, nhưng mẹ sợ các con coi thường mẹ nên mẹ không dám. Chuyện cũng qua rồi mẹ ạ. Mà lỗi cũng tại anh, nếu không vì anh thì mẹ chắc cũng không như thế. Mẹ, con giận con nói thế thôi. Mẹ là mẹ của con, làm sao con bỏ mẹ được hả mẹ? Sống một mình buồn thì mẹ sang ở với vợ chồng chúng con. À, mẹ ơi, vợ con có bầu rồi đấy. Sau này vợ con sinh, mẹ cũng phải sang chăm lo cho cháu chứ, đúng không ạ? Thật là con.